Xin chào tất cả mọi người, mình tên Lâm, mình thuộc phòng kỹ thuật và phân phối linh phụ kiện cho máy thâm công. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm cũng như những cái linh kiện mà thường hư hỏng nhất trong quá trình sử dụng máy thâm công. Thứ nhất, bắt đầu tiên là phải nói đến cái mắt độc vân tay. Mắt độc vân tay này trong thời gian mình sử dụng thì nó sẽ bị chảy và bị mờ, cho nên cái tình trạng là mình có thể lúc chấm vân tay lúc nó sẽ nhận, lúc nó không nhận hoặc nó sẽ không nhận luôn. Thì như các bạn thấy đây, như một cái mắt độc này mình sử dụng trong thời gian dài thì nó sẽ bị ố cái lớp kính ở ngoài này và nó sẽ nhận dẫn đến là nhận vân tay rất là kém hoặc là nó sẽ không nhận luôn. Thì đó, thì đến những trường hợp như thế thì mình lên thay một cái mắt độc vân tay mới, tại vì mắt độc vân tay này thì mình không thể làm mà sửa chữa lại được. Hai nữa là mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là những cái màn hình. Màn hình máy chấm công này thì như các bạn đã biết thì LCD thì mình sử dụng thời gian dài nó cũng sẽ bị mờ, hoặc trong quá trình mình dùng mình không may bị để nó cấn bể thì mình cũng sẽ phải thay những màn hình này. Những màn hình này đều là dành cho những dòng máy bên mình nhập khẩu chính hãng. Và thứ ba nó là những cái men của máy chấm công, như men này là cái men của những cái dòng máy đã được tích hợp sẵn bên điều khiển, nó không tách riêng ra nữa, nó là tích hợp bên điều khiển và cái xử lý hình ảnh đó là LCD là làm trên đây luôn, là mình chỉ cần dùng một cái men này thôi, một men này nó sẽ điều khiển cho nguyên cả một cái bộ máy chấm công của mình. Từ nó là những cái cục nguồn adapter, những cái cục nguồn của máy chấm công, phân khúc của máy chấm công thì chỉ có 5V, 9V và 12V. Thì những cái máy của mình trong khi mình sử dụng mà mình thấy cái nguồn của nó vẫn đủ ra là 5V hoặc 9V hoặc 12V, nhưng mà cái máy chấm công của mình lại không khởi động lên được, thì nó do quá trình mình sử dụng thời gian dài thì cái cục adapter này nó bị sụt dòng, cái nguồn đưa ra nó vẫn đủ nhưng mà cái dòng nó không đủ nên là nó không kích cho cái máy chấm công có thể hoạt động được. Thứ năm nó là cái bên điều khiển. Cái này nó như mình nói, những cái dòng mới này thì nó đã tích hợp sẵn vào đây. Như những cái dòng máy cũ hoặc những cái dòng máy cao cấp hơn thì nó sẽ tách riêng cho một cái bên điều khiển này. Bên điều khiển này thì nó sẽ lưu trữ dữ liệu và những cái dữ liệu trong công của mình vào trong đây. Những cái dấu vân tay hay là tất cả cái dữ liệu gì của máy trong công đều lưu trên đây. Trong trường hợp các bạn bật máy trong công lên mà không thể khởi động được hoặc là đi nó sẽ bị treo, nó vào cái logo rồi nó sẽ treo lại, nó không, hoặc là thứ ba nó bị trắng màn hình thì nó có thể nó đã bị hư cái bên điều khiển này, nó không có thể điều khiển được máy chấm công các bạn khởi động được, thì đến lúc đó thì mình cũng sẽ phải thay. Bên điều khiển này thì mỗi dòng máy chấm công nó sẽ có một cái bên điều khiển riêng, chứ không phải là cái này mà thay cho những cái khác được. Thế nên cái này mình sẽ phải nhập khẩu đúng theo series và model của máy. Cho nên mình giới thiệu cho các bạn những cái linh phụ kiện nhưng mà thấy là rất dễ sẽ hư hỏng trong vấn đề quá trình mình sử dụng máy chấm công. Thì hôm nay mình xin tạm dừng video ở đây, các bạn có thể tham khảo link chỉ dẫn ở bên dưới. Xin chào các bạn.